Dạ không thì cứ 6 mm này, chúng ta mở một lửa lưỡi ra. Đấy, cứ 6 mm mở một nửa lưỡi đi lên. Anh em chú ý nhé, đối với những cái trường hợp mà ví dụ như là cái phần tóc ở trên phần xa trên cùng này mà nó dày ấy, thì anh em có thể là dùng như thế này. Đấy, có thêm một động tác như thế này. Đấy, để cho nó làm sao để cho cái phần xa này nó thật là gọn gàng. Đây là bước số 2, bước đầu tiên chúng ta dọn khung, và bước số 2 là chúng ta đóng lưỡi tông vào, đi lên, bắt đầu đi tạo khung. Khi mà đã có cái điểm lấy khung rồi thì bắt đầu là chúng ta đi tạo khung, đóng lưỡi tạo khung. Cái phần bên kia chúng ta lấy như thế nào thì bên này chúng ta lấy đối xứng. Đấy, lấy đối xứng nhá. Ok, đến bước số 3. Sau khi mà chúng ta đã tạo được một cái khung như thế này rồi, đúng không? Thì bắt đầu là đến bước số 3, chúng ta sẽ mở gần hết cái lưỡi này ra. Mở gần hết lưỡi này ra. Đi song song với cái khung đầu tiên vừa tạo. Vừa nãy là chúng ta mở gần hết lưỡi này ra, xong bắt đầu là bây giờ đến cái bước này thì chúng ta sẽ thu nó vào một nửa. Gãy đi. Đó, gãy nhẹ lên một tí. Nhớ là gảy nhẹ đó nha, gảy nhẹ lên một tí là xong. Cái bước số 5 này, chúng ta dùng cái cữ 3 mm này mở ra, mở một nửa ra. Đó, vẫn đi song song theo cái khung mà ban đầu mình đã tạo nhé. 3 mm mở và đi lên 2 cm. Sáu này, bước số 6 này coi như là nó cũng là cái bước gần cuối rồi. Đấy, nó thêm thêm một cái bước kế lược là bước số 7, nghĩa là coi như là gần hết. Đấy,
Bước số 6 này chúng ta sẽ dùng cái cữ 1,5 này. Đầu tiên nhá, đầu tiên là chúng ta sẽ mở gần hết lưỡi này để chúng ta nhặt cái sạn này, xong bắt đầu là chúng ta sẽ đóng dần để phát triển dần nó lên. Đó. Thì cái bước này là cái bước quan trọng, cực kỳ quan trọng này. Nó ngang với cái bước tạo khung này. Đấy, nó ngang bước điểm xác định khung và bước tạo khung. Thì cái bước này ấy, là nó quyết định đến cái độ màu sắc đậm nhạt của cái khung đầu mà anh em muốn hướng đến cho khách hàng nhé. Anh em thấy cái sự chuyển đổi màu của nó bắt đầu chưa? Đấy. Thì cái bước này nó cực kỳ quan trọng này, bước này cực kỳ quan trọng nhé. Bảy này, bước qua như là gần cuối cùng thu tiền rồi. Thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái lược như thế này và một con tông đưa dây. Bắt đầu này, lưỡi tông này đẩy nó lên như này. Đấy, nhẹ nhàng từng tí một thôi thì nó sẽ đẹp tuyệt vời. Đấy, chéo cái lược này ra. Phải nhớ như in giúp mình nhá, cái điểm nào mình phải xác định cái điểm cần kê lược ấy. Đấy, xác định đúng cái điểm cần kê lược. Ví dụ mình đang cần cắt cái điểm này thì kê nó vào đây, kê nó là đây. Đấy, dí nó vào đây. Đấy, dí đúng điểm cần cắt. Ví dụ cái điểm này, cái điểm này, hiện tại cái điểm này đang mình đang dí đây, nó hõm rất là sâu. Đấy, nó hõm rất là sâu nên là lúc mà mình kê lược ấy, nếu như kê lược sâu quá ấy, được màu thì nó sẽ bị mất form. Thì cái cách xử lý ở cái đoạn này ấy, thì anh em sẽ bắt buộc là phải dùng cái kéo tỉa anh để anh em tỉa cho nó bớt đi nhá. Chứ đừng bao giờ là sục cả cái này vào, sục cái lưỡi tông này vào là hỏng đấy. À, bước số 8 này, bước cuối cùng này, bước số 8 bước cuối cùng cho anh em này. Đó là mình cạo ghi cái đoạn này. Thì cái bước này hầu như là các em thí dụ học mẫu giáo cũng có thể làm được. Đấy, đến bước này là cực kỳ là dễ dàng rồi nhá. Đấy. Bước này là hầu như ai làm được rồi. Đấy. Dọn hết đi, sạch sẽ đi, thế là xong. Đó. Đây là lý do vì sao mà mình bảo là anh em sẽ phải chấn viền cái đoạn này, đúng không? Úp chấn viền ngay từ đoạn này, ngay từ đầu tiên. Đấy. Phải úp chấn viền đứng im. Đấy, phải úp chấn viền được cái đoạn này thì nó sẽ giải quyết được tất cả mọi thứ này. Đó.